Quica Sport xin chào anh em nhé. Trong video hôm nay tôi xin đập hộp mẫu màu mới độc lạ của Quica Hunter 2. Đó, một trong hai mẫu màu mới ra đó chính là đó, đây chính là màu xanh ngọc anh em nhé. Đấy, rất là đẹp anh ạ. Đó, bên cạnh bốn phối màu hiện có là trắng, cam, đen, xanh navy thì Quica Sport đang cho ra mẫu màu mới, đó là màu xanh ngọc và màu bạc anh em nhé. Thì hôm nay tôi sẽ đập hộp mẫu màu xanh ngọc này cho anh em xem. Đấy, rất là đẹp anh em ạ. Đó, nhìn bên ngoài rất đẹp. Rất chắc chắn, cứng cáp, khâu phun đế. Đó, đế cao su non đúc anh em nhé. Với cái thiết kế và chất liệu thì vẫn giữ nguyên chất liệu da microfiber, tái tạo cấu trúc da thật và lót giày EVA carbon. Đó, đế cao su non đúc, khâu phun đế, lưỡi gà liền. Đó, đường kim mũi chỉ. Đó, rất là đẹp anh em ạ. Phần gót này không quá cứng. Rất là nhẹ anh em nhé. Rất nhẹ. Đó, để đặt hàng cái một trong những mẫu giày đang hot này thì anh em có thể truy cập vào wicasport.com hoặc click vào đường link của sản phẩm này tại mô tả và ghi dưới phần bình luận. Anh em có thể tham khảo bảng size và chọn giày trên website anh em nhé. Thì mẫu này vẫn giá giữ nguyên là 399k và được miễn phí ship. Anh em nhanh tay đặt hàng, số lượng mới ra sẽ có hạn anh em nhé. Đó, đây là mẫu phối màu mới rất đẹp, logo màu vàng đồng và màu xanh, họa tiết lông chó sói, ý tưởng thiết kế của đôi Hunter này. Đó, ok, đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Quica Sport ra mắt thêm video tiếp theo và để lại bình luận để chúng tôi có thể tư vấn anh em cũng như là giải đáp thắc mắc anh em nhé. Xin chào lại trong những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.